Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, tình trạng những người nuôi ngao thường xuyên gặp phải những rủi ro khi mà ngao chết hàng loạt gây ra những thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho bà con nông dân. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngao chết và trong đó thì chủ yếu là do nguồn nước ở vùng nuôi không đảm bảo, thường xuyên bị ô nhiễm vì xả thải từ các nguồn ở trên bờ, trong đó có cả nguyên nhân nguồn giống không đảm bảo và mật độ nuôi quá dày. Nhằm hạn chế những rủi ro cho người nuôi ngao, đồng thời phát triển ngành ngao và nhuyễn thể có tính liên kết, gia tăng giá trị cao hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức diễn đàn phát triển thị trường tiêu thụ ngao hàu tại các tỉnh ven biển phía Bắc trong bối cảnh mới. Đã có rất nhiều sáng kiến được nêu ra trong diễn đàn này và được kỳ vọng sẽ có những đổi thay về chính sách cũng như là quản lý chuỗi nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ ngao trong thời gian tới. Đây là diện tích ngao bị chết hồi năm 2016 tại Quảng Ninh, hay hiện tượng ngao chết hàng loạt tại Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa trong năm 2019. Những thiệt hại này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nuôi ngao lại lớn, không tốn thức ăn, đó là sức hút của loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ này. Tuy nhiên, trước thách thức về ô nhiễm nguồn nước, nhiều người nuôi ngao đã phải hứng chịu thất bại, khuynh gia bại sản. Nó rủi ro như năm vừa rồi thì thực sự nó là bà con nó rất thiệt hại rất là lớn, đúng không? Tính mà biết bao nhiêu nghìn tỷ trong mấy cái huyện, cái tỉnh của từ Nam Định, Thái Bình này, rồi là Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng. Theo thống kê của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích ngao của cả nước đang ở khoảng 41.000 ha. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu mặt hàng này mới chỉ khoảng 100 triệu đô la Mỹ một năm, tức là chỉ chiếm 1,2% toàn ngành thủy sản. Trong khi Việt Nam gần như đang là nước độc tôn về xuất khẩu ngao ra các thị trường lớn như Mỹ, EU. Cơ hội là rất lớn, nhưng hiện tất cả các vùng nuôi ngao đều chưa được quy hoạch, chưa có cơ chế đảm bảo nguồn nước an toàn để nuôi trồng. Qua một cái thời gian thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chưa có cái nhiều cái hoạt động mà thúc đẩy, xúc tiến ở cái mức độ cụ thể. Và cái nhóm này thì chiếm khoảng trong top 5 xuất khẩu thủy sản của chúng ta. Về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU chính thức có hiệu lực và đi vào thực thi từ mùng 1 tháng 8 năm 2020 thì đã thúc đẩy cái thị trường châu Âu nhập khẩu rất nhiều cái đối tượng này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định sắp tới sẽ có kế hoạch tổng thể phát triển hệ sinh thái trong ngành nuôi ngao. Trong đó tập trung vào việc đưa ra các quy định, khuyến nghị về đảm bảo an toàn vùng nuôi, kiểm soát và phát triển giống, đa dạng hóa các dòng sản phẩm chế biến từ ngao. Tất cả những cái nông sản chúng ta đều có thể làm được nếu mà chúng ta thay đổi một cái tư duy và một cái hướng phát triển. Bên cạnh chúng ta xuất sản phẩm ngao hàu đông lạnh hay là nhân dân thì chúng ta làm sao chúng ta bắt đầu đã có rồi, nhưng mà làm sao các doanh nghiệp, các nhà khoa học hỗ trợ để nghiên cứu thêm những cái sản phẩm dược phẩm hoặc là mỹ phẩm từ những cái ngao hàu này để mà chúng ta tạo ra được cái giá trị gia tăng. Hiện tổng sản lượng ngao của cả nước mới chỉ khoảng 300.000 tấn, trong đó có 50.000 tấn phục vụ cho xuất khẩu, 250.000 tấn tiêu dùng nội địa. Trong khi tiềm năng cho sản phẩm này là rất lớn, do Việt Nam có bờ biển dài hơn 2.000 km, thị trường tiêu thụ luôn rộng mở. Do vậy, việc tăng cường phát triển cả nuôi trồng và chế biến ngao là rất cần thiết trong thời gian tới. Chiều ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã làm việc với Đảng Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác đối ngoại hợp tác quốc tế. Tại buổi làm việc, Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao tính chủ động của Liên minh Hợp tác xã, trong đó có sự chủ động đa dạng hóa quan hệ, đa dạng hóa đối tác. Phạm vi hoạt động đối ngoại của Liên minh Hợp tác xã khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Báo cáo từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho thấy, tính đến cuối năm 2020, cả nước có 26.400 hợp tác xã, 100 liên hiệp hợp tác xã, 119.000 tổ hợp tác, thu hút 8,1 triệu thành viên. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiện nay đã nâng cao năng lực quản trị, thu hút lao động trẻ, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, cung ứng dịch vụ đầu vào đầu ra, mang lại lợi ích cho các thành viên. Kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đóng góp trực tiếp vào GDP của cả nước, trung bình đạt khoảng 4,8% một năm, đem lại giá trị gia tăng cho kinh tế hộ thành viên, tác động gián tiếp, thúc đẩy phát triển kinh tế cá thể, hộ gia đình, đóng góp hơn 30% GDP cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng nhìn nhận công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, nguồn lực dành cho hoạt động đối ngoại của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam còn thiếu, chưa bền vững.
Trình độ ngoại ngữ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của hệ thống Liên minh Hợp tác xã và tại Hợp tác xã cơ sở còn hạn chế. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố hầu hết chưa có bộ phận riêng làm về công tác đối ngoại, nên việc triển khai công việc còn gặp khó khăn. Thưa quý vị, kể từ tháng 8 năm 2020, giá trị xuất khẩu cá tra đã bắt đầu có chiều hướng đi lên. Trong đó tháng 10, xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông, Hà Lan và Anh tăng trưởng tốt. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính đến hết tháng 10 năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,21 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam, Anh vẫn là điểm sáng với mức tăng trưởng khả quan liên tiếp ngay từ đầu năm. Cụ thể, tính tới hết tháng 10 năm 2020, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đã có 10 tháng liên tiếp giá trị xuất khẩu tăng trưởng dương. Đây là thị trường duy nhất trong top 10 thị trường lớn không bị giảm sút hay lý do khác là COVID-19. Tháng 10 năm 2020, giá trị xuất khẩu cá tra sang Anh đạt 5,36 triệu đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tính tới hết tháng 10, tổng giá trị xuất khẩu đạt gần 57 triệu đô la Mỹ, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2019. Năm nay, số lượng doanh nghiệp cá tra Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Anh cũng nhiều hơn so với các nước EU. Tại thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, trong 10 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 428,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 35,3% tổng xuất khẩu cá tra và giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá trị xuất khẩu giảm kể từ sau đại dịch COVID-19, nhưng từ tháng 10 năm 2020, nhu cầu nhập khẩu của thị trường sôi động trở lại, các nhà nhập khẩu tích cực nhập hàng kể cả trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Trước nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát và lây lan trên diện rộng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì hoạt động 24/24 giờ các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra và vào thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm trên địa bàn thành phố, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo sở làm trưởng đoàn đến các địa phương có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày để kiểm tra, hướng dẫn phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh tái phát lây lan trên diện rộng, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch theo quy định của luật thú y, các văn bản có liên quan của Trung ương và thành phố, chỉ đạo các phòng chuyên môn trạm chăn nuôi thú y các quận huyện, thị xã, phân công cán bộ, nhân viên thú y, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 11, cả nước đã xảy ra 1.409 ổ dịch tả lợn châu Phi, gồm có 496 ổ dịch xảy ra từ cuối năm 2019 và kéo dài sang năm 2020, 27 ổ dịch phát sinh mới và 886 ổ dịch tái phát tại 307 huyện thuộc 50 tỉnh thành. Tổng số lợn tiêu hủy là 76.905 con và khoảng 3.845 tấn. Cũng theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bệnh dịch tả lợn châu Phi cơ bản đã được kiểm soát. Thời gian qua, dịch bệnh chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Thưa quý vị, giá lúa ổn định trong khi gạo bất ngờ tăng nhẹ, giá lợn hơi tăng giảm trong phạm vi hẹp là những tin tức đáng chú ý trong cụm tin nông sản ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Giá lúa hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng đi ngang. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa OM9577 6.500 đồng 1 kg, OM9582 6.500 đồng 1 kg, Đài Thơm 8 6.600 đồng 1 kg, OM6976 6.500 đồng 1 kg, lúa Jasmine 6.700 đồng 1 kg, lúa IR504 6.300 đồng 1 kg, OM5451 6.400 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo hôm nay bật tăng trở lại với mức tăng nhẹ từ 50 tới 100 đồng 1 kg. Cụ thể, gạo nguyên liệu NLIR504 ở mức 9.100 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg. Gạo NLOM5451 ở mức 9.400 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Gạo OM18 ở mức 9.400 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Giá gạo thành phẩm xuất khẩu TPIR504 ở mức 10.550 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493 tới 497 đô la Mỹ một tấn. Theo các chuyên gia, từ đầu năm đến nay, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 490,6 đô la Mỹ một tấn, tăng 12,7% so với cùng kỳ, bởi khoảng 8% sản lượng gạo xuất khẩu là gạo chất lượng cao nên giá xuất khẩu cao hơn. Giá lợn hơi hôm nay 28 tháng 11 tăng nhẹ tại miền Bắc, trong khi các tỉnh phía Nam đồng loạt giảm. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận mức tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg và dao động trong khoảng 66.000 đến 70.000 đồng một kg. Cùng tăng 2.000 đồng một kg, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng một kg, trong khi Yên Bái thu mua nhỉnh hơn với 68.000 đồng một kg. Còn giá tại Thái Bình là 70.000 đồng một kg. Tương tự, một vài tỉnh thành cũng điều chỉnh giá tăng 1.000 đồng một kg như Nam Định, Thái Nguyên và Hà Nội. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay duy trì đi ngang trong ngày hôm nay và được thương lái thu mua trong khoảng 67.000 đến 71.000 đồng một kg. Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Bình và Quảng Trị cùng đạt 71.000 đồng một kg, trong khi Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh ghi nhận giá ở mức 70.000 đồng một kg. Thừa Thiên Huế điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng một kg xuống còn 71.000 đồng một kg, trong khi Đắk Lắk hiện giá lợn hơi đang ở mức 69.000 đồng một kg, tăng 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Tại khu vực miền Nam, ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ trong ngày hôm nay và được giao dịch trong khoảng 69.000 đến 72.000 đồng một kg. Tại Trà Vinh và Đồng Tháp, giá giảm 2.000 đồng một kg xuống còn 71.000 đến 72.000 đồng một kg. Còn ở Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ và Bạc Liêu, mức thu mua lợn hơi dao động quanh mức 69.000 đến 71.000 đồng một kg, giảm 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán và trong thời điểm này thì bà con nông dân tại Đà Nẵng đang tất bật cho vụ hoa cuối năm. Sau ảnh hưởng nặng nề từ các đợt mưa lũ trong thời gian vừa qua, tại hai vườn hoa cúc tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, các chủ vườn cũng đang dồn sức để chăm sóc hoa, đảm bảo tiến độ phục vụ cho thị trường Tết. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến vườn cúc hơn 1.000 chậu của gia đình ông Trần Phước Hoàng tại phường Hòa Cường Nam chịu thiệt hại nặng nề. Theo ông Hoàng, tình hình thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây mà còn gây nhiều bệnh về nấm, sâu hại, đòi hỏi phải chăm sóc vất vả hơn. Thì năm nay là thời tiết nó mưa nhiều và bão nữa, thành ra là hoa nó không lên, nó chậm lớn nữa đó. Bây giờ thì lên được có 20 phân. Cùng cảnh ngộ như ông Trần Phước Hoàng, những ngày này tranh thủ thời tiết nắng ráo, ông Nguyễn Quang Sơn đã chăm bón cho vườn cúc của gia đình mình. Dù gặp khó khăn nhưng ông Sơn hy vọng sẽ kịp tiến độ để có hoa cung ứng cho thị trường. Trong quá trình mưa nhiều thì sinh ra nấm bệnh nhiều, cho nên làm nó khó hơn mấy năm. Cho nên có khả năng là cái chất lượng trái năm nay ra chợ thì cũng không đẹp như mấy năm. Với số lượng khoảng từ 6 tới 8 ngàn chậu, các chủ vườn cúc tại phường Hòa Cường Nam vẫn đang miệt mài chăm chút cho vụ hoa Tết, kiên trì chịu khó. Những người nông dân ở phố như ông Sơn, ông Hoàng không chỉ kỳ vọng cho một vụ hoa Tết ấm no đầy đủ, mà còn mong muốn được góp thêm chút sắc xuân cho thành phố đón năm mới với nhiều khởi sắc.